về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Thầy Huy đây, và thầy Huy lại tiếp tục đồng hành với các bạn để hướng dẫn các bạn chuyên đề số 6 trong chương 1 hàm số lớp 12. Đó là chuyên đề về tương giao đồ thị. Ở các chuyên đề trước, năm chuyên đề trước thì thầy đã dạy cho các bạn rất nhiều về bảng biến thiên, rồi cho các bạn rất nhiều về hình dáng các đồ thị rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cho chúng nó cắt nhau. Tương giao mà, tương giao chính là cho chúng nó cắt nhau. Đấy, học từng cái một, bây giờ cho nó cắt bố xua với nhau nhá. Thì giả sử thầy có một cái hình ảnh về hai cái đồ thị ở trên bảng như này. Một cái đồ thị là úp như dạng một parabol, và một cái đồ thị là giống như kiểu hàm đồ thị bậc 4 như thế này. Đấy, cho nó tương giao, cắt lẫn nhau. Thế thì bây giờ thầy sẽ phát hiện ra thấy là gì ạ? Đây, có những chỗ thầy thấy là hai đồ thị nó cắt nhau. Một chỗ này, tại chỗ này là, ví dụ chỗ này cứ cho là trừ 2 đi, đúng không? Tiếp theo, nó cắt nhau chỗ này nữa. Chỗ này là x bằng 0, đúng không? Chỗ này cắt nhau chỗ này nữa, đúng không? Giống đây là bằng 2, đúng không? Đấy, vậy là hai cái đồ thị này, fx và gx này này, nó cắt nhau tại ba vị trí liền. Đó. Vậy những cái vị trí mà nó cắt nhau như thế này thì ý nghĩa của nó là gì? Thì thầy đã trình chiếu trên bảng này cho các bạn thấy. Thì cái chỗ mà chúng nó cắt nhau ấy, những cái chỗ giao điểm đấy, thì đó chính là số nghiệm của phương trình fx bằng gx, hay người ta còn gọi là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm. Thì hoành là x mà, đúng không? Đấy. Thế nên chúng ta sẽ có phương trình hoành độ giao điểm fx bằng gx, f bằng g. Thì số nghiệm của cái phương trình f bằng g này này cũng chính là cái số giao điểm của hai đồ thị luôn. Đấy. Ví dụ ở đây, hai đồ thị này cắt nhau tại ba vị trí, vậy phương trình này có ba nghiệm, hết, bộ phim kết thúc. Thế nó cắt nhau bốn vị trí, bốn nghiệm. Không cắt nhau, vô nghiệm, đơn giản thế thôi, được chưa? Đấy. Thế nhưng mà bạn lưu ý này, tại cái vị trí này ấy, là hai đồ thị cắt nhau và có nghiệm đơn. Nhưng tại vị trí này ấy, là hai đồ thị, bạn nhìn thấy nó như thế nào với nhau đây? Tiếp xúc nhau. Đó, thì chỗ tiếp xúc này này thì người ta gọi đấy là nghiệm kép. Đấy. Chỗ này lại là nghiệm đơn, được chưa? Đấy nhá. Thì một chút như vậy để các bạn hình dung được về bài toán tương giao là gì. Bản chất là cho hai đồ thị phang nhau thôi, cắt nhau thôi nhá. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào những cái ví dụ, những bài tập cụ thể để xem là thế, về làm những bài tập mà đi thi ấy, thì nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ số 1, đó là tìm số giao điểm của đường cong này. Đây là hàm bậc 3 và đường thẳng y bằng 1 chữ x. Số giao điểm, muốn biết được xem thằng này giao cắt nhau tại bao điểm thì chúng ta đi giải phương trình hoành độ giao điểm xem nó có bao nhiêu nghiệm. Thì anh em cho hai cái vế này bằng nhau thôi nhỉ. Thì anh em bấm máy tính được cái này cho ra được một nghiệm duy nhất, đó là x bằng 0. Vậy chúng ta chỉ có một giao điểm duy nhất, đáp án là A. Rất đơn giản, nhanh gọn nhá. Đánh nhanh thắng gọn. Hết ví dụ 1, chúng ta chuyển sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2 thì người ta không cho minh bạch cái hàm số này bậc mấy, cũng như là số má ra sao. Thế nhưng mà bạn lưu ý này, cho hàm số fx có đồ thị như thế này. Thì với kiến thức của bạn đến bây giờ thì chúng ta sẽ thừa biết đây là hàm bậc 3 rồi, đúng không? Phương trình 3fx cộng 4 bằng 0 có bao nhiêu nghiệm? 1, 2, 3, 4. Đó, thế bạn nhìn nhé, fx bằng 0 có bao nhiêu nghiệm? Thì chúng ta phải chuyển làm thế nào đấy để nó có hai vế, một vế là fx, một vế là gx cơ. Đấy, thì bắt đầu mình xem nó cắt nhau như thế nào, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ rút ra fx xem nó bằng bao nhiêu nhá. Thì rút ra fx ở đây thầy có 3x, 3f cộng với 4 bằng 0. Như vậy f sẽ bằng trừ 4 phần 3. Như vậy chúng ta nhìn thấy ngay, đây chính là vế của fx, còn đây chính là vế của gx. Fx thì là đường cong, còn gx ở đây nó dạng là trừ 4 phần 3, nó là một đường thẳng nằm ngang. Y bằng trừ 4 phần 3 mà. Đấy, đường thẳng nằm ngang, trừ 4 phần 3 nó nằm ở đây. Tại sao thầy biết nó nằm ở đây? Bởi vì ở đây là trừ 2 đúng không? Đây là trừ 1 đúng không? Vậy trừ 4 phần 3 nó sẽ nằm ở khoảng giữa giữa ở đấy, đúng không? Thì nằm ở đây. Thì khi mà thầy đặt cái thước ở đây thì bạn nhìn thấy nó cắt cái đường cong này tại mấy điểm? À, tất cả những bạn mà có thị lực tốt đều nhìn thấy nó cắt tại 3 điểm. Vậy chốt ngay có 3 nghiệm, đơn giản thế thôi. Cắt tại 3 điểm, chốt có 3 nghiệm và đáp án là C. Rất là dễ chơi và dễ trúng thưởng nha. Ví dụ 2, đây chính là câu trong xuất hiện trong rất rất nhiều và chắc chắn là có trong các đề thi của các bạn luôn nha. Rồi chúng ta tiếp tục sang ví dụ 3. Người ta cho một phương trình nhưng mà chứa tham số các bạn ạ. Có ba nghiệm phân biệt khi nào? Phương trình bậc 3 thì có tối đa là ba nghiệm thôi. Và người ta hỏi là khi có ba nghiệm phân biệt khi nào? Khi m bằng bao nhiêu? Đó. Thế thì để làm những loại bài toán như thế này ấy, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải sử dụng một phương pháp mới. Thì ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các bạn, đó là phương pháp người ta gọi là phương pháp cô lập tham số, hay còn gọi là phương pháp cô lập m.
Được chưa? Bởi vì người ta hay đặt tham số là m, thế nên gọi tắt là cô lập m nhá. Thì cô lập có nghĩa là gì? Cô lập có nghĩa là tách nó sang một chỗ. Bạn nhìn này, cái phương trình này nhá, vừa m vừa x là lộn xa lộn xộn với nhau. Bây giờ mình tách hết m sang vế bên tay phải, còn mỗi x bên tay trái thôi. Thì chúng ta thấy là đấy được gọi là cái thao tác cô lập. Cô lập đơn giản nó tách riêng nó ra về hai vế. Đấy. Thì thầy sẽ có hướng dẫn trên bảng cho các bạn để các bạn quan sát này. Đấy, chúng ta sẽ chuyển vế. Thì đương nhiên cái này cô lập rất đơn giản đúng không? Chuyển m chuyển m trừ 2 sang vế bên kia. Đấy, thì chúng ta được thành 2 trừ m. Bạn có thể chuyển m thôi cũng được, chuyển cả hai cũng được. Tùy bạn nhé. Đấy, ở đây thì thầy chuyển luôn cả hai sang. Thì cái hệ số tự do này thì không quan trọng lắm, bạn để bên tay phải cũng được, để bên tay trái cũng được. Chúng ta chỉ cần cô lập m là được, chứ không phải là cô lập hệ số nhé. Nên là hệ số bạn thích để đâu cũng được, thì đây thầy vứt sang bên kia luôn. Thế bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phương trình 1 bây giờ có vế bên tay trái này này là toàn x, còn vế bên tay phải là chứa tham số. Thì bạn lưu ý, một lưu ý mà thầy muốn dành cho các bạn đó là gì? Cái vế mà chứa tham số này này, tham số bản chất nó là số. Thế nên 2 trừ m này này nó là một số. Một số thì nó chỉ là một đường thẳng nằm ngang cái này thôi nhá. Kể cả ở đây có là m bình, m mũ 3 hay là m mũ 4 thì bản chất nó cũng chỉ là một con số nằm ngang thôi nhá. Chứ không phải nhiều bạn nhìn vào đây, ơ thầy ơi em thấy đây bậc 1 đường thẳng, ơ m mũ 2 đây lại là parabol. Ô không phải đâu nhá. M mũ 2 ở đây nó vẫn chỉ là một con số và nó vẫn chỉ là một đường thẳng nằm ngang thôi. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi lập cái bảng biến thiên cho cái vế bên tay trái này, tức là x mũ 3 trừ 12x này, để chúng ta xem là cái đồ thị của nó như thế nào. Tí nữa cho nó cắt nhau 3 điểm là xong. Thì xét hàm số bên tay trái, thì chúng ta đi lập bảng biến thiên, thì tính y phẩy, giải y phẩy, có hai nghiệm và có cái bảng biến thiên như này. Thì quá trình này các bạn làm quá thành thạo rồi thì thầy nuốt nhanh nhá. Để mà phương trình có 3 nghiệm thì nó phải cắt tại 3 điểm. Thế bạn nhìn nhá, nếu như thầy đặt thước như thế này, đặt thước như thế này đó, thì bạn nhìn xem nó có cắt nhánh nào không? Chắc chắn là nó có cắt, nhưng mà cắt một nhánh thôi đúng không? Thế làm sao có 3 nghiệm được? Vậy thầy phải nâng cái thước lên. Đấy, khi nâng cái thước lên vị trí này thì bạn thấy nó cắt tại 3 điểm chưa? Rõ ràng cắt tại 3 điểm phân biệt rồi đúng không? Như vậy khi cái thước nằm ở vị trí này là 3 điểm phân biệt, cái thước này là đại diện cho một đường thẳng. Đường thẳng đó là đường gì? Đó chính là đường 2 trừ m. Đường đó chính là đường 2 trừ m. Và tại sao thầy biết nó nằm ngang như này mà không phải nằm xiên như thế này? Bởi vì thầy vừa nói rồi, nó là một con số thì nó sẽ song song với trục OY. À OX. Đúng không? Ví dụ như y bằng 2 chẳng hạn thì sẽ song song với trục OX, đúng không? Thế nên nó sẽ nằm ngang chứ không phải nằm xiên nằm sẹo như này đâu nhá. Đấy. Thế thì chúng ta chỉ cần làm gì? Cho cái đường thẳng này lớn hơn -16 và bé hơn 16 là xong. Đấy. Cho cái đường thẳng là 2 trừ m lớn hơn -16 và nhỏ hơn 16. Thầy cho nó lớn hơn và nhỏ hơn rồi đấy. Thế nhiều bạn bảo thầy ơi thế bằng 16 có được không? Thế khi mà bạn chỉnh cái thước này vào 16 thì rõ ràng chỗ này là tiếp xúc, như vậy nó chỉ có một điểm. Chỗ này cắt tại một điểm, vậy tổng có 2 điểm bỏ. Làm sao được 3, đúng không? Vậy từ đây chúng ta chuyển vế đổi dấu thì chúng ta rút ra được m lớn hơn -14 và nhỏ hơn 18. Thì bạn chuyển m sang bên này, chuyển m sang bên này thôi nhá, tách ra làm hai cái bất công trình và giải cái này xử nhi thôi mà. Đấy. Thì m lớn hơn -14 và nhỏ hơn 18. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn được đáp án. Đó là đáp án nào nhỉ? Đây. C, đúng không? Đấy. Đấy thì các bạn có thể quan sát lời giải. Thầy cố gắng là giải tự luận chi tiết để các bạn hiểu. Và đây là phương pháp thầy gọi là phương pháp cô lập tham số. Thì người ta thường gọi là cô lập m, bởi vì tham số hay đặt là m. Chúng ta kết thúc ví dụ này và chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Ví dụ 4. Phương trình bậc 3 này có 3 nghiệm phân biệt khi nào? À, bạn nhìn thấy đây, cũng chứa tham số. Và phương pháp chúng ta làm cũng là cô lập m. Nhưng mà bạn nhìn thấy là đề bài nó có tâm ở chỗ nó đã cô lập sẵn cho bạn rồi. Bạn không cần cô lập nữa. Nhưng mà nhiều bạn để ý thấy bên tay trái thì là một cái hàm bậc 3 rồi. Thế nhưng bên tay phải nó là chứa m. Thì đây là m bình, nhiều bạn rất ngộ nhận. À, đây sẽ là một cái parabol. Không phải đâu nhé. M bình cộng m bản chất nó vẫn chỉ là một đường thẳng nằm ngang thôi. Nó là một đường thẳng tham số, hiểu không ạ? Bởi vì bản chất tham số nó là số thôi mà. Thì thay một con số vào đây thì đương nhiên thì nó sẽ ra số thôi mà. Nên nó chỉ là đường thẳng nằm ngang thôi. Ba nghiệm phân biệt thì chúng ta lại đi lập đồ thị vẽ bảng biến thiên cho cái thằng bên tay trái này và sau cho thằng này cắt tại ba chỗ là xong. Đấy, bộ phim nó kết thúc nhanh gọn thế thôi. Giờ chúng ta cùng xem bộ phim bắt đầu như nào nhá. Đây, tính y phẩy có hai nghiệm cộng trừ 1 lập bảng biến thiên. Đấy. Đây, bảng biến thiên đây. Đấy, bảng biến thiên có cộng trừ 1 đây. Đấy, trừ 1 cộng 1, cực đại cực tiểu đây.
em cắt tại 3 điểm thì đương nhiên đường thẳng lên nó cũng phải nằm vào cái khe này đúng không? Đấy, nằm vào cái khe này thì tức là lớn hơn trừ 2 và bé hơn 2. Thì chúng ta sẽ cho cái vế bên tay phải là m bình cộng m lớn hơn trừ 2 và m bình cộng m bé hơn 2. Thì hai cái hàng trên hàng dưới này, đây là bất phương trình bậc 2. Các bạn đều có thể sử dụng máy tính Casio chức năng in EQN để bấm ra được kết quả nghiệm. Thế nên thầy rút gọn quá trình bấm đó và cho ra kết quả luôn là m lớn hơn trừ 2 nhỏ hơn 1. Đáp án của chúng ta là A. Đấy, rất nhanh gọn như vậy nhé. Thì đây là phương pháp cô lập m, các bạn cố gắng lưu ý cho thầy. Thì ở bài học sau thì thầy cũng sẽ có những cái ví dụ minh họa chuyên sâu hơn về cái phương pháp cô lập tham số này, được chưa? Bây giờ chúng ta cùng sang ví dụ tiếp theo ở dạng tương giao này, ví dụ số 5. Cho fx có bảng biến thiên như thế này và hỏi rằng là tìm m để phương trình fx bằng m có nghiệm duy nhất, có nghiệm thực duy nhất. Đó, tức là ý là có một nghiệm thôi đấy. Căng nhỉ. Bảng biến thiên bây giờ bạn để ý này, nó không đơn giản như cái bảng biến thiên bậc 3 hay là bậc 4 mà bạn nhìn thấy nữa, mà bây giờ bạn nhìn thấy nó có cái gạch sọc. Khi có gạch sọc tức là biểu hiện của gì? Tập xác định, đúng không? Đấy, đây nó không xác định tại chỗ này, được chưa? Đấy. Thế mà có nghiệm duy nhất, nếu mà đặt thước như thế này thì bạn nhìn thấy ngay nó đang cắt tại 1 2 thậm chí là 3 điểm luôn. Đúng không? Đấy. Thế nếu mà đặt cao quá thì nó lại chỉ có thể cắt được cái nhánh bên này, nó lại không cắt được cái nhánh ở bên này, đúng không? Đặt như này làm gì có cắt hai cái nhánh đâu, chỉ cắt mỗi nhánh bên kia. Đấy. Như vậy nhìn vào đây chúng ta đã biết ngay được là áng chừng là nó sẽ cắt tại một điểm duy nhất đâu đấy, đúng không? Tuy nhiên để cho các bạn dễ nhìn nhất thì thầy sẽ vẽ lên cái hình ảnh của cái đồ thị này để cho các bạn nhìn rõ. Thầy nhá, thầy sẽ phác thảo qua ra đây để cho các bạn hình dung ra cái đồ thị này nó dáng dấp nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là chúng ta có trừ một x bằng trừ một là một cái tiệm cận, đúng không? X bằng trừ 1 là một cái tiệm cận đứng. Đấy, một cái tiệm cận đứng ở đây. Đấy, vẽ một cái tiệm cận đứng x bằng trừ 1. Tiếp theo chúng ta có miền nhỏ hơn trừ 1 thì đó là từ 0 đi lên dương vô cùng. Đấy, nhỏ hơn trừ 1 là từ 0 đi lên dương vô cùng. 0 cũng là một cái tiệm cận ngang. Đấy, thì thầy sẽ vẽ như thế này. Đấy, đúng chưa? Từ 0, đây là trục OX mà. Đấy. Đây là trục OX mà đúng không? Thì nó là trục 0, từ 0 bám sát vào trục 0 bởi vì y bằng 0 này cũng là một tiệm cận ngang đây này, đúng không? Y bằng 0 cũng là một tiệm cận ngang đấy, đúng không? Tiệm cận ngang đi lên dương vô cùng. Đây xong cái nhánh này nhá, vẽ xong cái nhánh bên này rồi này. Tiếp theo vẽ nhánh bên này. Âm vô cùng lên đến 2 rồi lại xuống âm vô cùng thì cái chỗ này nó là 0. Đấy, chỗ này nó 0. Đấy. Thì trừ 1 nó vẫn là tiệm cận đứng của thằng này. Đấy. Lên đến 2 x bằng 0 thì y bằng 2, đây 2 ở đây. Đấy. Lên đến 2 xong nó lại xuống, ok không? Và xuống là xuống thoải mái luôn đấy, chứ không bị vướng thằng nào cả. Thì đây thầy sẽ vẽ như thế này. Đấy. Ok chưa? Đấy. Thì bạn nhìn thấy cái đường màu vàng này này. Đấy, đường màu vàng này, hai cái nhánh đường màu vàng chính là đồ thị của cái bảng biến thiên này. Đấy. Thế nhìn vào đây thì chúng ta thấy ngay là rất là dễ để biết xem là cái đường thẳng y bằng m này này nó cắt được cái đồ thị này tại bao nhiêu điểm, đúng không? Đấy. Nếu như mà đường thẳng y bằng m này nằm như thế này, m nằm ở đây, thì bạn thấy nó chỉ cắt được tại mấy điểm đấy? 2 điểm. Thế mà đề bảo có nghiệm duy nhất như thế này là không được rồi, đúng không? Vậy là m nằm như thế này là không được. Thế vậy chúng ta phải tiếp tục nâng m lên, nâng đến đây, thì nó lại chơi tận 3 điểm liền, phê quá, không được. Nâng tiếp lên. Thì chúng ta thấy là nó cắt được mỗi một điểm. Vượt qua cái đỉnh này là cắt mỗi một điểm. Vậy chúng ta nhìn thấy ngay là m lớn hơn 2 thì ngay lập tức nó chỉ cắt được tại một điểm thôi này. Thấy không? Đấy, vậy chúng ta chọn ngay đáp án là m lớn hơn 2. Thế nhiều bạn bảo thầy ơi đáp án C m bằng 2 thì sao? Nếu mà bằng 2 thử phát xem sao. Nếu mà bằng 2 thì rõ ràng đây một điểm, đây một điểm, vậy nó là hai nghiệm mất rồi. Không được. Vậy đáp án chúng ta là B nhá. Đấy thì thầy khi mà thầy vẽ ra đồ thị như này các bạn nhìn các bạn cho nó cắt nhau rất là dễ. Ok. Đấy. Thì từ bảng biến thiên mà bạn nhìn khó nhé thì vẽ phác thảo qua thành đồ thị để nhìn dễ hơn và chắc chắn hơn. Ok. Đấy. Thì m lớn hơn 2 thì chúng ta chọn đáp án là B. Ok. Đấy. Vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái ví dụ nằm đây và chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang ví dụ số 6 nhé. Và đây sẽ là ví dụ 6 nhé. Cho hàm số fx có đồ thị như hình vẽ, nhìn vào đây chúng ta đoán ngay đây là hàm bậc 3. Tìm m để phương trình trị tuyệt đối fx bằng m cộng 1 có 4 nghiệm thực phân biệt. Căng rồi. Chúng ta vừa mới học về đồ thị hàm trị tuyệt đối ở bài trước và bây giờ nó vận dụng vào đây.
Các bạn thấy chưa? Đấy, nếu không biết những kiến thức về trị tuyệt đối thì mọi thứ trở nên rất là khốn nạn đấy. Rồi, chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Thì trước tiên thì chúng ta phải xem là cái hình ảnh của thằng trị tuyệt đối này nó uốn éo như thế nào bạn, đúng không? Tức là đi dựng cái đồ thị của trị tuyệt đối Fx đã. Vậy là trị tuyệt đối của F tức là trị tuyệt đối của Y. Trị tuyệt đối của Y thì lại phải lấy đối xứng qua trục OX. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy đối xứng qua trục OX như thế này. Nhìn thấy chuyên nghiệp không? Đấy. Lấy đối xứng qua trục OX nhá. Đây là cái đồ thị ban đầu. Đối xứng qua trục OX tức là trục nằm ngang này. Thì nhánh bên dưới sẽ được hất ngược lên trên. Đấy. Cái nhánh này được hất ngược lên trên. Đây cái đỉnh cái này đang là hố đúng không? Hất ngược lên thành đỉnh thế này. Thấy chưa? Đấy. Thế còn cái chỗ này, cái nhánh này ở trên thì đây nó vẫn cứ ở trên đây đúng không? Vẫn cứ ở trên đây, được phát triển dài lên đây đúng không? Đấy. Cái hố này hất lên rồi, cái đỉnh này. Thì cái đỉnh này đang úp xuống đây đúng không? Thì bây giờ nó được ngửa lên đây này. Thấy không? Ừ. Đấy, cái nhánh này đang ở dưới thì được hất lên đấy. Đấy, thì quá trình lấy đối xứng hất ngược từ dưới lên đã thành công. Chúng ta được đây là đồ thị hàm số trị tuyệt đối của Fx. Đấy. Thì bây giờ bắt đầu mới cho cái đường thẳng này cắt đúng không? Thì bây giờ muốn cắt bốn nghiệm phân điện thì các bạn nhìn thấy có một cái đường thẳng nằm ngang này, đấy chính là đường thẳng minh họa cho đường thẳng m cộng 1 đấy. Thì nó cắt như này thì rõ ràng là 1 2 3 4 điểm không? Cao quá lên trên như này lại chỉ có 2 điểm mà thấp xuống này thì không có điểm nào. Đấy, được chưa? Thế nên phương trình có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi mà cái đường thẳng này nó phải nằm trong cái khoảng từ chỗ này đến chỗ số 4 này thôi. Thế nên là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 4 là như vậy đấy. Lớn hơn 0, 0 tức là đây chúng ta phải nhìn vào trục y này mới biết được là đâu là 0, đâu là 4. Nhiều anh em cứ nhìn trục x vậy thôi, em không thấy không đâu. Đây nhìn trục y này, bởi vì cái thước của chúng ta là di chuyển theo trục y mà, chứ thước của chúng ta có phải là di chuyển theo trục x sang như này đâu. Nên di chuyển theo trục y thì nhìn theo trục y. Đấy. Đây thấp nhất là 0, cao nhất là 4. Thấp nhất là 0, cao nhất là 4. Không được phép bằng, bởi vì bằng một phát là nó lại chỉ có 3 điểm thôi. Tiếp xúc mất rồi. Thì chuyển về chuyển cái 1 sang đây chúng ta được m lớn trừ 1 và bé hơn 3. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Đấy. Rất là đơn giản nhé. Đấy, đây đáp án D đây. Ok. Rồi kết thúc ví dụ 6 và chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 7. Cho Fx như hình vẽ. Đấy, các bạn cùng quan sát xem là Fx như hình vẽ đây chắc chắn lại là hàm mục 3 nữa đây đúng không? Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình F của sin x bằng m có nghiệm thuộc khoảng 0 đến pi là càng đét rồi. Đây là một câu vận dụng cao. Đó, vận dụng cao lấy điểm 9, thậm chí là 9,2, 9,4 trong đề. Đấy, không phải là Fx nữa mà là F sin của x. Thế thì một cái mẹo làm bài tập này nhá, đó là cứ những cái gì ở trong ngoặc của F thì chúng ta sẽ đặt cái đó là T. Ok, đấy, nhớ nhá. Mẹo đó là cứ cái gì ở trong ngoặc của F ấy, chúng ta sẽ đặt cái đó là T. Đấy. Thế thì cái mẹo này sau này cũng được áp dụng rất nhiều trong quá trình chúng ta làm tích phân nữa, tích phân nám ẩn ấy nhá. Thì các bạn cứ lưu ý là đặt T bằng sin x. Khi đặt T bằng sin x thì chúng ta sẽ thừa biết là khi x mà thuộc từ 0 đến pi, được chưa? Khi x mà thuộc từ 0 đến pi thì bây giờ chúng ta phải xem là sin x chạy từ đâu đến đâu, đúng không? Đấy, thế thì thầy sẽ minh họa bằng một cái đường tròn như thế này để các bạn dễ hình dung nhé. Đây, có một cái đường tròn như thế này. Đường tròn này gọi là đường tròn lượng giác đấy. Đấy. Nhiều anh em cũng có thể là quên, cũng nhiều anh em cũng có thể nhớ, nhưng mà các bạn yên tâm, bây giờ sẽ nhớ lại thôi. Thì đây là đường tròn lượng giác, đây là trục sin đúng không? Còn trục nằm ngang là trục cos đúng không? Thì chúng ta quan tâm thằng sin nhé. Sin thì đây là 0. Còn mắc của sin nó là số 1 chứ gì? Đúng không? Làm gì sin làm gì có vượt quá được 1 đâu. Thế thì khi mà là 0 độ thì là ứng ở đây. Tức là 0 radian ấy là ứng ở đây. Pi là ứng với này, một đường tròn là ứng ở chỗ này. Đúng chưa? Thế thì khi x mà chạy từ 0 cho đến pi, tức là từ 0 độ cho đến 180 độ thì sin của chúng ta là chạy trên cái trục này. Đấy. Thế có phải từ 0 đến 1 không? Chuẩn chưa? Đấy. Thế nên T của chúng ta sẽ thuộc từ 0 đến 1. Nhưng bạn để ý này, đây là hai ngoặc tròn, sang đây một phát tự dưng tròn lại vuông. Không phải bài nào cũng thế. Thế vậy lý do ở đâu? Lý do là như sau. Khi sin bằng 0 thì trùng với x cũng bằng 0. Mà x bằng 0 đề không có lấy, thế nên ở đây cũng không có lấy. Nhưng khi sin bằng 1, tức là góc của chúng ta lúc này đang là bằng 90 độ, góc vuông, pi trên 2 đúng không? Thế mà pi trên 2 thì có lấy không? Thì câu trả lời là pi trên 2 có lấy, bởi vì pi trên 2 lớn hơn 0, nhỏ hơn pi. Ngon. Thế vậy là có lấy, phải thể hiện bằng dấu vuông. Hiểu ý tưởng không ạ? Không phải là cứ để cho tròn hết là đây phải tròn hết, mà để cho vuông là đây phải vuông. Không phải thế đâu nhé. Mình phải tư duy khôn lên. Đấy gọi là trí khôn. Đấy. Xong rồi.
Thì nhiều bạn lại thắc mắc, ôi thầy ơi, em nói thật với thầy chứ cái đường tròn này nói chung là cũng lằng nhằng, em cũng có thể không nhớ được, nhưng vào bài khác mà không vẽ được đường tròn thì em làm thế nào? Thì nên nhớ nhé, khi chúng ta đặt T bằng sin đấy, hoặc T bằng bất kỳ một cái hàm UX nào đó, tổng quát lên không phải là sin mà là một cái hàm UX nào đấy nhá, thì làm thế nào để tìm được điều kiện của T? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đương nhiên lúc đó X đang thuộc từ A đến B đúng không? X đang thuộc từ A đến B đúng không? Khoảng hay đoạn gì đó thầy không cần quan tâm. Đấy, khoảng được đoạn được tùy nhá. Thì làm thế nào tìm ra điều kiện của T? Thì T của chúng ta ấy sẽ thuộc vào một cái miền nào đó. Và miền nào đó chính là đây, chính là giá trị nhỏ nhất của U. Còn đây là giá trị lớn nhất của U. Hình dung không ạ? Đấy, cái miền này chính là giá trị nhất, cái miền này chính là giá trị lớn nhất. Đấy, không tin bạn ứng vào đây mà xem. Có đúng đây là không là giá trị nhỏ nhất, đây là một là giá trị lớn nhất không? Làm gì còn giá trị nào nó bé hơn không nữa không? Không có đâu. Đấy. Thế nên là thế thì bây giờ đặt T bằng UX rồi đúng không? Mà X thì thuộc từ A đến B đúng không? Thế để tìm giá trị min max của U thì chúng ta đi bấm cái gì? Bấm Casio thôi. Bấm Casio để tìm ra min, tìm ra max thôi. Hiểu ý tưởng không ạ? Đấy thì làm như thế này bài nào bạn cũng làm được. Bạn không cần phải vẽ hình, bạn cũng không cần quan tâm hàm số nó khủng cỡ nào. Bởi vì đè vào máy tính tính min và tính max thôi mà. Đấy. Thế start là A, còn end là B. Ok à? Đấy nhá. Thì cái này các bạn có thể trải nghiệm bằng máy tính. Rồi xong, tìm điều kiện này quan trọng lắm. Bởi vì nếu không tìm được điều kiện thì chúng ta không thể làm được. Không tìm điều kiện làm sao chúng ta biết được nó nằm trong khoảng nào mà xét. Rồi, bây giờ bạn nhìn nhé. Thì khi đặt T bằng sin x thì câu chuyện nó rất là thú vị ở chỗ đó là khi đặt T bằng sin x thì F sin bây giờ nó chuyển thành là gì ạ? FT. Đấy, bởi vì sin bằng T mà. Còn M giữ nguyên. Thế vậy là chúng ta đã rút gọn được một cái hàm F sin về thành hàm FT. Đó, thì hàm FT đấy, FT với FX như nhau rồi mà. Đấy, đồ thị dáng điệu nó vẫn như vậy. Đấy. Nhưng mà với điều kiện là từ 0 đến 1. Đây, đâu là từ 0 đến 1? Đây là 0 và đây là 1. Đó, nó chỉ lấy cái đoạn từ 0 đến 1 này thôi này. Đấy. Thế từ được 0 đến 1 đấy thì thầy sẽ tô vào để bạn sẽ nhìn thấy được từ 0 đến 1 T từ 0 đến 1. Đấy. T chạy từ 0 đến 1 mà. Thì cái đồ thị của chúng ta nó chỉ là cái nhánh này thôi này. Đấy, nó chỉ là một cái nhánh cong nhỏ như vậy thôi. Người ta chỉ xét trong cái khoảng này thì nó chỉ là cái nhánh này thôi, còn toàn bộ phần còn lại vứt. Được chưa? Vậy là cái FT này nó chỉ là cái nhánh nhỏ nhỏ này thôi. Xong. Thế vậy bằng M. Đấy, mà người ta lại bảo rằng có nghĩa. Thế vậy M là đường thẳng. Nếu như M mà nằm ngang như thế này, M nằm đây, thì hỏi là có nghiệm hay không? Thì chúng ta nhìn thấy ngay, nó có cắt đường màu vàng đâu mà có nghiệm. Phải cắt đường màu vàng nhé, bởi vì chúng ta xét từ 0 đến 1 mà. Không cắt, vậy chúng ta phải hạ M thấp xuống. Đấy, hạ M thấp xuống. Thì rõ ràng lúc này nó cắt đây đúng không? Chuẩn chưa? Đấy, thế nên chúng ta sẽ có được điều kiện của M. Đó là M lúc này là phải như thế nào đây? Đấy, hạ thấp xuống 1 đúng không? Tức là M phải bé hơn 1. Nhưng mà thấp không được thấp quá, nếu thấp tì đến đây chẳng hạn nhé, thấp tịt xuống tận đây nhá, thì rõ ràng nó lại không có chịn vào cái đường màu vàng này, cũng không có điểm cắt đúng không? Như vậy không được thấp quá, mà chỉ thấp không được quá chỗ -1 này, đúng không? Đấy, vậy là M bé hơn 1 và lớn hơn -1. Đúng chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ có là M sẽ thuộc từ -1 đến 1. Thế nhưng câu chuyện bây giờ là làm sao biết đây là ngoặc vuông, làm sao biết đây là ngoặc tròn? Khốn nạn nó thế mới căng chứ nị. Chúng ta nhìn nhá. Khi M mà tại vị trí 1, tức là lúc đó T đang bằng 0. Chúng ta xem là T không có lấy không? T là số 0 là không lấy. Thế nên dẫn đến số 1 này là không lấy. Có đúng không? Số 0 tạo ra số 1. Số 0 không lấy dẫn đến số 1 không lấy. Tương tự, số 1 thì giống đây tạo ra số âm 1. Số 1 này tạo ra số âm 1. Thế mà số 1 này có lấy, thế nên âm 1 này có lấy. Đơn giản thế thôi nhá. Thì đấy là cái phân tích rất là tỉ mỉ. Thế là đáp án của chúng ta sẽ là gì ạ? D. Đấy. Từ -1 cho đến 1 và nửa khoảng, nửa đoạn là từ -1 đến 1. Ok không? Đấy. Thế còn bạn nhìn thấy ở đây nó toàn 1 với -1 đây này, rất là dễ nhầm luôn. Đấy. Rất là dễ nhầm luôn nhá. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ok không? Thì đây là một bài vận dụng cao và lên 9, 9,2, 9,4 rồi, thậm chí là 9,6 rồi. Thế nên là nó sẽ tuy ngắn thế nhưng mà nó chứa hàm lượng kiến thức trong đấy rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể xem đi xem lại để hiểu hơn. Và liên hệ với thầy để thầy cũng có thể gửi cho bạn nhiều những cái file bài tập chuyên sâu phần này bạn luyện để trở nên pro trong kỳ thi sắp tới nhé.
Rồi, chúng ta sẽ kết thúc cái phần tương giao này ở đây và hẹn các bạn ở bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.